đầu tháng 3 năm 2021 đến nay, tốc độ lây lan của dịch SARS-CoV-2 tại Campuchia là rất cao, đặc biệt là tại thủ đô Phnom Penh. Trong khi tình hình dịch đã lây lan ra một gần nửa tổng số các tỉnh thành có đường biên giới dài với các quốc gia này, thì Việt Nam không tránh khỏi có nguy cơ lây nhiễm cao khi mà dịch bệnh từ các cái tỉnh thành ở giáp biên giới Tây Nam Bộ và đặc biệt là khu vực tỉnh Đồng Tháp xuất hiện các ca lây nhiễm COVID-19 mới vừa qua, chính là những cái người nhập cảnh trái phép, thì thách thức lại càng nghiêm trọng hơn trong việc kiểm soát người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trong bối cảnh đó thì các địa phương tại các khu vực biên giới đang ngày đêm kiểm soát, siết chặt an ninh, căng mình phòng chống dịch bệnh. 34 người Trung Quốc này vừa bị lực lượng công an tỉnh An Giang phát hiện đang tìm cách xuất cảnh trái phép qua biên giới tại khu vực thành phố Châu Đốc. Qua điều tra, những người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới tỉnh Lạng Sơn, sau đó di chuyển đến Châu Đốc tìm cách xuất cảnh sang Campuchia. Dù dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở một số tỉnh tại Campuchia, nhiều người vẫn tìm cách xuất cảnh trái phép để tìm việc làm. Không được như mong đợi, họ lại tìm cách về nước. Từ đây, nhiều đường dây đưa người xuất cảnh trái phép hình thành và hoạt động phức tạp trên tuyến biên giới Tây Nam. Chỉ tính từ tháng 5 năm 2020 đến nay, Công an toàn tỉnh An Giang đã phát hiện trên 74 vụ với 371 trường hợp liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, khởi tố 38 bị can liên quan đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Còn tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp, chỉ tính riêng khu vực huyện Tân Hồng, từ tháng 3 năm 2020 phát hiện 66 trường hợp liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép. Trong đó có 58 trường hợp vượt biên, 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và 5 đối tượng phạm tội tổ chức, môi giới đưa người xuất cảnh trái phép. Từ các con số này cho thấy, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép đang báo động tại khu vực biên giới Tây Nam. Hình ảnh quý vị và các bạn đang nhìn thấy bên kia chính là nước bạn Campuchia. Đây là một trong những khu vực nhạy cảm là đường biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Trước cái tình hình dịch diễn biến căng thẳng thì tại các khu vực biên giới này luôn luôn là địa bàn nhạy cảm. Và đó là ở đây thì lực lượng biên phòng phải túc trực 24/24 giờ để có thể kiểm soát được tình hình. Địa bàn huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp có những đoạn chỉ cách một con sông như thế này. Nếu sơ hở thì những người nhập cảnh trái phép có thể lợi dụng để bơi qua kênh, nhập cảnh vào Việt Nam. Ngoài việc tuần tra thì dựa vào dân chính là yếu tố quan trọng giúp lực lượng biên phòng hoạt động hiệu quả. Những người như ông Nguyễn Văn Sang luôn là nguồn tin quan trọng giúp bộ đội biên phòng kiểm soát tốt việc người qua lại khu vực biên giới. Em cũng có cái trách nhiệm đề cao cảnh giác ở khu vực biên giới lắm. Luôn luôn lúc nào em muốn làm công việc gì ở nhà em cũng để ý những cái chuyện người lạ mặt hay hoặc là những người mà có cái tình ý xấu, mình có cái tình nghi vấn gì đó. Thì mình cũng phải là báo cáo cho anh em hay liền, dù em làm công việc gì ở nhà hay hoặc là em đi đâu giống gì, em cũng đề cao cảnh giác những khoản đó để phòng chống dịch cho nó được an toàn. Nhờ sự đề cao cảnh giác từ người dân vùng biên mà thời gian qua, lực lượng bộ đội biên phòng tại đây đã phát hiện 2 trường hợp nhập cảnh trái phép. Lợi dụng địa thế, hai người này đã bơi qua sông ban đêm, vượt biên giới trái phép. Khi vừa vào bờ, lực lượng biên phòng đã được thông báo nên kịp thời đưa đi cách ly, ngăn chặn nguồn lây nhiễm từ bên ngoài. Cơ quan chức năng chúng tôi thực hiện nhiệm vụ trên biên giới, đặc biệt là bộ đội biên phòng, muốn được hoàn thành tốt nhiệm vụ là nhờ vào sự cộng tác nhiệt tình của quần chúng nhân dân sống trên địa bàn biên giới. Người ta sinh sống hàng ngày thì gặp những cái trường hợp mà có những cái biểu hiện nghi vấn thì là sẽ cung cấp tin kịp thời cho bộ đội biên phòng để xử lý. Chúng tôi cũng thường xuyên là bám dân, truyền tải đến dân những cái thông điệp, những cái nội dung và những cái quy tắc trong cái thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là phát động trong nhân dân cái phong trào là tố giác tội phạm, tố giác những cái đối tượng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Hiện tại thì tôi đang đứng ở khu cách ly của Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Đây là một trong 4 khu cách ly trọng điểm của tỉnh Đồng Tháp khi mà trực tiếp tiếp nhận những trường hợp có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 đi từ biên giới Campuchia về. Và lực lượng y tế ở đây đang ngày đêm sàng lọc để lấy mẫu xét nghiệm những người có nguy cơ lây nhiễm. Ngoài lực lượng bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ kép trong công tác bảo vệ an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh, thì đội ngũ y tế ở khu vực biên giới cũng tăng cường tối đa lực lượng. Suốt mùa dịch, các khu cách ly chưa bao giờ vắng người, có những lúc lên đến hàng trăm đối tượng trong cùng một thời điểm.
trung tâm y tế huyện Hồng Ngự. Do tận dụng từ khu hành chính cũ của huyện, điểm cách ly này vẫn chưa đảm bảo về cơ sở vật chất, khoảng cách phòng dịch. Tuy nhiên, do lượng người cách ly tăng đột biến, lực lượng y tế ở đây phải dựng tạm hàng rào chắn ngăn cách, lấy mẫu xét nghiệm liên tục những người nhập cảnh từ Campuchia về đây. Tại vì hồi đó mình không có mặn gì đó, cái nó bơm cát bơm cũng thời gian thì bơm không được, cái đầu mình mấy kêu giữ ụ rồi mình thấy không có ngày gì mặn, thế tiện mình đi về nhà tại nhà cặp biên giới á. Những cái khu này về mặt nào đó thì nó cũng có một cái phần hạn chế trong cái quy trình hoạt động trong chuyên môn. Cái thứ hai nữa là nó ảnh hưởng tới cái nguồn nhân lực. Do một cái khi mà mình đưa một nhân viên y bác sĩ vào hoạt động khu cách ly thì những người đó là coi như là ở hoạt động nó xuyên suốt, không làm chuyện khác được. Tại vì khi mà làm việc khu cách ly thì phải túc trực ở tại đó. Đấy, cái đó là một trong những cái khó khăn khi mà thành lập khu cách ly. Địa bàn huyện Tân Hồng có 10 xã thì đến 3 xã tiếp giáp với Campuchia. Người dân đi làm ăn bên kia biên giới trở về khiến khu cách ly này luôn căng thẳng. Từ khi bùng phát dịch bệnh COVID-19, trung tâm đã tiếp nhận cách ly hơn 1.000 người từ Campuchia về. Nếu bất cẩn, có thể gây ra lây nhiễm chéo trong chính khu cách ly. Và đối với ca mà nghi ngờ ca F1 đó, tức là vừa rồi ở cái khu cách ly của thành phố Hồng Ngự đó, ở cửa khẩu Thường Phước có một người cũng nhập cảnh rồi cách ly ở thành phố Hồng Ngự, thì cũng có ca dương tính, thì chúng tôi cũng đã truy vết. Và đối với F2 thì F1, F2 thì ở địa phương tôi không có. Theo quy định, với các trường hợp nhập cảnh về Việt Nam qua khu vực biên giới Tây Nam sẽ cách ly tập trung 14 ngày. Đa số người dân trở về đây hầu hết đều là người lao động nghèo. Do đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp miễn phí hoàn toàn chi phí về chỗ ở và dịch vụ y tế trong 14 ngày cách ly. Nhờ thế, phần nào động viên được người dân nhập cảnh an tâm khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định. Riêng những trường hợp dương tính sẽ được chuyển đi để điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự. Các bệnh viện khu vực này luôn trong tình trạng chiến đấu cao nhất vì còn nhiều khó khăn về nhân sự và cả cơ sở vật chất. Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp là một trong hai bệnh viện vệ tinh của tỉnh Đồng Tháp được đồng ý tiếp nhận những ca dương tính với COVID-19 và điều trị tại đây. Đa phần thì các bệnh nhân ở đây đều xuất phát từ vùng biên giới, từ Campuchia sang và được sàng lọc xét nghiệm phát hiện dương tính và điều trị tại đây. Ngoài tiếp nhận các ca dương tính với SARS-CoV-2 từ Campuchia trở về, nếu người nhập cảnh có bệnh lý khác cũng được chuyển đến đây để điều trị. Thời điểm hiện tại, hai ca nhiễm COVID-19 tại đây vẫn đang ổn định, chưa xuất hiện triệu chứng. Cơ sở vật chất hạn chế lại phải cách ly để điều trị COVID, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự ít nhiều gặp phải khó khăn. Hiện tại thì nói chung là cái lo lắng thì tình hình chung thì lo lắng bệnh thì cũng có, nhưng mà tụi em thì cố gắng để giúp ích thêm cho bệnh nhân với lại cho xã hội hiện tại bây giờ. Dạ, để phòng chống dịch nó tốt hơn. Dịch bệnh ở Campuchia nó phức tạp hơn. Người dân ở Campuchia hoặc là Việt Kiều ở Campuchia người ta về nước nhiều hơn. Thì cái khả năng mà mình tiếp nhận để điều trị bệnh khác nè, điều trị ca dương tính nè, sẽ đông hơn. Thì lúc đó thì nếu mà cái lượng bệnh nó đông quá thì cũng có khó khăn về nhân sự. Là một bệnh viện miền biên giới, địa bàn tiếp giáp với Campuchia, nhiệm vụ của lực lượng y tế ở đây cũng vất vả hơn bình thường. Bệnh viện phải thành lập đội phản ứng nhanh để túc trực, sẵn sàng tiếp nhận người nhập cảnh chính ngạch và cả trái phép. Hiện tại, chỉ có một bác sĩ và một điều dưỡng chăm sóc ca bệnh. Có một số vấn đề khó khăn. Cái khoa truyền nhiễm là để mình điều trị bệnh truyền nhiễm của bệnh viện. Khấy lấy làm cái khu cách ly. Thì có bệnh nhân cách ly thì chúng tôi phải di dời toàn bộ bệnh nhân của khoa truyền nhiễm lên, gửi lên các cái khoa nội để bố trí điều trị, cũng ảnh hưởng tới vấn đề chăm sóc người bệnh trong thời gian vừa qua. Quá tải tại các bệnh viện, khu cách ly tập trung, nguyên nhân cũng chính là do đối tượng người nhập cảnh về khu vực biên giới Tây Nam tăng đột biến. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, lực lượng bộ đội biên phòng tại đây đã phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, ngày đêm căng mình tuần tra, kiểm soát. Tất cả các phương tiện ô tô, xe máy khi đi qua trong khu vực biên giới đều bị kiểm tra.
Người ngồi trên các phương tiện phải xuất trình giấy tờ tùy thân, khai báo hành trình di chuyển. Những trường hợp khả nghi nhập cảnh trái phép sẽ được đưa đi cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế. Lấy hàng từ Vinh Bà, Vinh Bà đi về Cao Lãnh. Trong quá trình làm thì có cái thực hiện cái phòng chống dịch gì không? Dạ cũng có, đi vô bến bãi thì đo nhiệt độ, khử trùng, xịt khử trùng và đeo khẩu trang nữa. Thấy cũng đó là cũng tốt cho mọi người. Trước tình hình dịch bệnh hết sức căng thẳng như hiện nay thì đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vinh Bà cũng tăng cường thêm các chốt để mà tiến hành kiểm soát những cái tuyến đường dọc biên giới. Thì tại chốt số 6 này thì nhiệm chức năng nhiệm vụ là kiểm tra hành chính những cái người và phương tiện nghi vấn qua lại khu vực biên giới. Để đảm bảo trong công tác phòng chống dịch, thời gian gần đây, lực lượng bộ đội biên phòng dọc tuyến biên giới đã có sự phối hợp của lực lượng công an và dân quân tại mỗi chốt kiểm soát. Chỉ tính riêng đồn cửa khẩu quốc tế Vinh Bà đã có 6 chốt cố định và 5 tổ lưu động. Tất cả các tổ, chốt này đều được giao nhiệm vụ quản lý hơn 17 km đường biên giới, địa bàn được giao. Chúng tôi đã bố trí lực lượng bộ đội biên phòng, trong đó là có phối hợp với công an quân sự của địa phương. Ngày đêm 24/24 tổ chức các cái hoạt động như tuần tra, rồi duy trì những cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực để nhằm ngăn chặn các cái hoạt động nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam và các cái hoạt động từ như vậy dưới nội địa sang Campuchia trái phép để như vậy trốn cái cách ly. Thời gian qua, nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép về Việt Nam mang theo nguồn bệnh, điển hình là bệnh nhân số 2424. Tuy nhiên, nhờ những chốt chặn 24/24 tại địa bàn mà lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp nhập cảnh trái phép. Việc này đã giúp công tác phòng chống dịch được đảm bảo, góp phần giữ vững an ninh trật tự nơi biên giới. Hơn một năm qua, cả nước đã cùng chung tay phòng chống dịch bệnh. Hiệu quả kiểm soát dịch bệnh trong nước, giữ vững tình trạng ổn định, không thể không kể đến lực lượng biên phòng ngày đêm làm nhiệm vụ. Nhưng cũng rất cần sự chung tay góp sức của người dân miền biên giới, đặc biệt là tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, đưa người xuất nhập cảnh trái phép, góp phần làm sạch ở địa bàn và đảm bảo một vùng biên giới không có dịch bệnh.